kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài đức bần sĩ vô danh tiên tri cuối mẹo không no do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau tiếng đờn của cậu công lao dạn dày đờn kêu dân sắp ăn mày nếu không phước đức ngày mai khổ sầu đờn kêu người chẳng biết đâu đổi đời lập đạo cồn dâu phải chìm đờn kêu nhiều nỗi nhiều niềm ta đây biết trước bên thềm phật vương thấy đời như vậy mà thương ta đờn nhiều sự đoạn trường gay go. Đờn kêu cuối mẹo không no, thìn kia nước ngập khỏi gò núi non. Đờn kêu mắt lệ thon von, thương cho bà mẹ là con cùng đường. Đờn kêu khắp phố cùng phường, nước đầu lai láng đoạn trường đang dưng. Đờn kêu gần được chấn hưng, thì là phải chịu băng rừng sang sông. Đờn kêu đại hội công đồng, đờn kêu lạc giống lạc dòng tiêu tan. Đờn kêu khúc hát khải hoàn thì là bá tánh không nhàn nghe hôn. Đờn kêu sắp giã linh bồn. Đờn kêu võ trụ càn khôn bể rồi. Đờn kêu đạo dáng mà ngồi. Chỉ tâm yên lặng vun bồi đức ân. Vì mai đời đã đến gần. Ta đây thí pháp xa gần biết chưa. Cuộc đời dày dạn gió mưa. Đờn kêu bá tánh sao chưa tỉnh tuồng. Còn mê ức vạn triệu muôn. Rồi đây một trận trôi luồng sang sông. Cậu đờn gặp phải long đong làm sao sống được mà trông bây giờ, không gian lặng lặng như tờ. Đờn kêu bảy nhật tay giờ không ai, đờn kêu tháng lụn canh dài, lạy trời lạy Phật như lai hạ trần. Đờn kêu không biết bao lần, đây rồi sắp hưởng toàn phần binh đao, hưởng khổ khắc hưởng nào độc dược, hưởng tử nguyên xả phóng khắp trời, hạt nhân sắp đến người ơi. Nó đâu tha mạng người thời trở coi, trích bằng mấy lượt khuyến tu đức cậu Bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998 sấm giảng đạo khùng trang 138 đến 139 thiền tịnh biểu sơn sydney ấn tống năm 2002 lời câu sấm đơn kêu cuối mẹo không no ám chỉ cuối năm quý mão 2023 chiến tranh trung đông bùng nổ khởi đầu thế chiến ba khi chiến binh hồi giáo hamas tấn công israel và quân israel đánh trả thù thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết ngổn ngang không kịp chôn, dân chúng chạy loạn khắp nơi, đói khát thảm thê. Cảnh binh lửa bùng phát khắp vùng Trung, Đông, rồi tiếp tục lan tràn ra cả thế giới, bom nguyên tử nổ chết chóc khủng khiếp, đúng như lời sấm cho biết như sau. Đờn kêu không biết bao lần, đây rồi sắp hưởng toàn phần binh đao, hưởng khổ khắc hưởng nào độc dược, hưởng tử nguyên xả phóng khắp trời hạt nhân sắp đến người ơi. Nó đâu tha mạng người thời chờ coi. Khi các siêu cường đấu chiến nổ tung kho võ khí nguyên tử làm rúng động càn khôn, ngũ hành thay đổi chuyển trục địa cầu, sẽ có bảy ngày đêm tối tăm trời đất, con người mê man bất tỉnh. Cậu đờn gặp phải long đong. Làm sao sống được mà trông bây giờ? Không gian lặng lặng như tờ. Đờn kêu bảy nhật tay giờ không ai. Đờn kêu tháng lụn canh dài lạy trời lạy Phật như lai hạ trần. Khi thế gian gặp cảnh lâm nguy tận thế, di lạc Phật vương ra đời tại Thánh địa Nam Việt Nam, Ngài dùng phép thần thông biến đổi ngũ hành, hỏa tiễn tịt ngòi, súng bắn không nổ, máy bay không cất cánh được, xe ngưng chạy, tàu nằm ụ, đờn kêu tháng lụn canh dài. Lạy trời lạy Phật như lai hạ trần. Sydney, ngày 8 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem